bất đồng mọi quan điểm đúng không? Bản thân thì than trách đối phương, nửa kia rồi cũng sẽ đổi thay. Tốt với cả thế giới đúng không? Nhưng một nơi ta gọi là nhà thì vô tâm, cả hai mình đều vô tâm. Thái độ của chúng ta hiện tại quyết định tương lai chúng ta ngày mai, ở lại hay sẽ vội vai. Gánh nặng trong cuộc sống bấy lâu, cái tôi trở nên to hơn, càng to lớn ta càng đôi co, đâu cần lý do. Vợ chồng cũng không có bữa ăn chung, mền gối cũng ngăn nắp không dùng, ta quay cuồng với cơm áo gạo tiền. Một ngày ta hỏi han nhau mấy câu, để tròn lễ nghĩa lễ nghi thôi sao. Ta chẳng trân trọng những gì đã hứa lúc đầu, từng làm đám cưới nên duyên vợ chồng, mà giờ ta đối xử không tôn trọng. Bữa cơm không lành, canh cũng đâu ngọt ngào. Một lần đám cưới cho nhau đàng hoàng, chẳng lẽ kết thúc một cách hoang tàn. Ta sống một nhà mà đối xử như người lạ. Đối xử như người lạ, ta
đôi xưa